Một ngày như mỗi ngày, qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha. Hôm nay đem camera ra vọc tiếp, ha, ra vọc chơi. Giờ sáng mình làm ly trà nóng, đem mấy cái ống kính đồ ra lau chùi, quay video cho anh chị em xem chơi. Trà nóng. Rồi, mời mọi người ly trà nhé. Đây, quay cái camera anh chị em xem chơi. Camera cổ của Nhật à, nói cổ thì cũng không cổ lắm đâu, nhưng mà nói chung sau khoảng 20 năm thì mình cứ cho nó là cổ đi ha, để cho biết là những cái khác là một cái mới, chỉ có gì thôi ha. Hiệu Chinon ha, Chinon. Chinon CS ha. Thì cái đời này đó nó ra đời năm 1976 ha. Năm 1976. Đó. Của nó thì xưa thì nó chỉ có đúng với cái bộ của nó là cái ống kính này và đi với lại cái camera này ha. Nhưng mà còn những cái ống kính dài ngắn đồ này kia như thế nào đó thì đủ thứ kiểu đủ thứ dạng. Thì trong tiệm người ta bán đủ thứ loại thì ai muốn nhu cầu cần chụp những tấm hình ở cự ly gần hoặc là xa đâu thì cứ bỏ tiền mua từng ống kính về mà gắn vô xài thôi ha. Đó, thì ống kính này thì hồi đó mình mua riêng. Đó, mua riêng thấy nó bán có mấy đồng thì cũng mua về chơi, nhưng mà nó cũng gắn vô cái này vừa. Đó, gắn vô nhìn nó ngầu lắm, cái này thì thấy nó nhỏ nhỏ bé nhưng mà gắn cái ống vô rồi nhìn nó quậu lắm ha, nhìn nó rất là ngầu. Đó. Hình thân của nó ha. Chỉnh vặn chỉnh ok, này nút chụp thôi, này lên phim. Đó, lên phim chụp ha. Ok, đời này thì nó cũng đã về kìa, gắn thêm cái đèn flash ha, xài xài pin xài điện đâu rồi. Cái này nó xài chụp cho máy chụp cho phim vừa trắng đen ha, để black and white nè, chụp vừa cho trắng đen mà vừa cho hình màu luôn nè ha, cho phim màu nè, color ha. Đó thì chụp phim màu thì bỏ vào đó chụp, còn chụp trắng đen thì mình vặn qua chỉnh để mình chụp trắng đen. Đó. Ok, cái này để mà gắn phim vô để mình xoay thôi, quay thôi ha. Hoặc là mở cái nắp ra để mình bỏ phim vô. Đó, nắm giật lên thì khoan. Mình chưa tháo cái nắp này. Cái nắp này là cái nắp ở dưới người ta gắn cho nó đẹp quá ha. Giờ từ từ đi, tí nữa mình tháo. Tháo sao ha. CS. Này nút hẹn giờ ha. Chụp tự động, ví dụ nó bao nhiêu giây đó, 8 giây, 10 giây gì bắt đầu là nó tự động nó chụp á. Mình chụp tự sướng đó ha. Sau này thì có hẹn giờ nhiều hơn, 2, 2, 3, 40 giây. Đó, mình tha hồ ra mà ngồi vuốt tóc, vuốt đồ, kéo áo, kéo đồ lên ha. Sửa ống quần, ống tà áo, vạt áo, cổ áo, đồ này kia. Cho nó đẹp trai xong rồi tự động tới bao nhiêu giây đó thì nó chụp ha. Đó. Này thì ngày xưa thì khoảng hình như 8 hay là 10 giây gì đó. Đây nắp này qua một bên. Này để cái lỗ để gắn lên trên cái giá đỡ ha, ở trên cái chân chân chống. Này nút reset gì đây, này bỏ pin vô. Tháo ra đi bỏ pin. Vẫn còn đẹp chán luôn ha. Mấy chục năm mà vẫn còn đẹp chán luôn. Có một số máy cũng mấy cái dòng này khoảng chừng năm 68 cho tới 70 rồi này kia đó. Những cái năm đó thì mình có một số máy nó này thì giống như lâu ngày á, cái lớp nhựa mà nó bọc đây nè, đó nó tróc keo nó tróc ra. Nhưng mà cái mặt này thì nó vẫn là còn mới tinh luôn ha. Đó, sát nè, anh em thấy không? Đó, công nhận nó của Nhật nó làm độc đáo thiệt.
mấy cái chất lượng thiệt đó, mấy miếng nhựa mà lâu ngày nó không có ở ngoài này thì nó không có phai màu, chỉ có mấy nó bị tróc cái keo ra thôi. Cái keo của Nhật nó chắc dữ lắm, có mấy cái đồ mấy cái ván nó dán mấy cái ván đờn đồ này kia đó mấy chục năm luôn, mà mình phải dùng đục, mình đục mà nó gỗ mà nó bể gỗ chứ nó không có ra, nó không có xúc keo ra, mình đục mấy mấy món rồi, cho nên là mình biết cái keo của Nhật ngày xưa nó cũng độc đáo lắm, rất là chắc. Nhật thì nói về chất lượng thì cũng không có kém ha. Rồi mở phim ra coi bên trong, bên trong ha. Đây là cái này là cái của cái tiệm nó bán ha, tiệm nó bán là cái giấy, cái tem bảo hành nó vẫn còn để nè, để đây là ngày của Nhật, nhưng mà không phải là bán ở Nhật nhưng mà bán ở Mỹ ha, nhập qua Mỹ bán ở Mỹ đó, thì nó tính là ngày 5 tháng 4 ha, năm 1978. Thì khi mình nói cái máy này là sản xuất năm 1976 ha, 76 nó sản xuất ra khỏi tiệm đó, à, khỏi xưởng đó, nhưng mà để ở tiệm bán thì cái ngày mà người ta bán cho khách đó thì người ta ghi vô cái năm đó thì là năm 78. Ok. Và cái giấy bảo hành là cho tới ngày 29 tháng 6 năm 1981 là hết hạn ha. 78, 79, 80, 81 là 3 năm ha, giống bảo hành 3 năm. Đó. Còn giấy luôn ha, bảo hành. Đã dán trong đây luôn. Đó, chỗ lên phim. Gắn phim vô đây ha. Mình cũng chưa có thổi bụi thổi đồ, chỉ có lấy ra rồi lau sơ 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 rồi để đó, rồi quay phim xong rồi bắt đầu mình mới có thời gian nhiều, mình mới lau chùi từng chi tiết ha cho nó sạch sẽ. Số series number của nó nè, Japan đó. Lên giấy đây. Để gắn vô cái đèn đèn flash ha, đèn trợ sáng á. Đèn thì gắn ở trên đây nhưng mà cái dây nó cắm vô trong đây để nó điều chỉnh, khi bấm cái nó mới nối điện vô á. Nối điện từ trong này nó lên trên cái bóng đèn ở trên. Đó, bên đây dặn xuống để mình tháo này ra. Tháo cái ống kính này ra, mình thay cái ống kính khác. Đó, cái này là cái loại xoay ha. Nhiều camera kia thì nó là đút vô cái là nó xoay qua một bên, xoay qua trái hoặc là xoay qua phải, nó có hai dạng đó, xoay là nó lót lại ha, cứng nhắc luôn. Còn cái này là phải nó làm cái răng ha, dòng này thì nó làm bằng cái răng để mình xoay nè, nó răng nhuyễn rất là nhuyễn luôn ha. Xoay thường nó có một cái cây này hoặc là đó. Nó cũng có năm sáu loại, năm sáu cái loại mấy cái ống, mấy cái ấy cổ đó đẹp ha, cũng đổi màu rồi, kính quay với lại camera đổi màu rồi. Ok, đây là mặt trước của nó nè. 55 mm ha. Chinon. Lens made in Japan. Auto Chinon. Rồi, gắn cái ống dài vô chơi. Ống dài vừa với nó nè. Ống này 1,5 gang tay của mình ha, rất là dài đó, rút cái này ra nữa là 2 gang tay ha. 2 gang tay, gần 2 gang tay
ghê không? Đó vặn ra hết là 2 gang á ha, vặn ra hết là đúng 2 gang tay đó, gần 2 gang tay, dài ghê không? Thằng này thì để coi 300 lên tới 300, từ 76 nó được cái này mình thích được cái, tại vì mấy cái ống bự thường nó hay có gắn thêm cái kẹp đây nè, mình khóa cái kẹp này nè. Đó, cái kẹp để mình gắn lên trên cái chân trống á, chân trống để mình nhắm từ xa đó ha. Đó, gắn để cho khỏi rung tay đồ, gắn lên đây xoay cho tới mình vặn vô trong cái camera đó ha. Đó, vặn vô tới tới khi nó cứng xong rồi đó thì bắt đầu là xoay nó. Đó. Lỏng con ốc này ra chút là bắt đầu xoay cho vừa rồi bắt đầu là siết lại ha, thẳng rồi là siết lại. Đó, mình khóa là khóa chỗ đó đó, là một kẹp kẹp rất là đẹp. Mấy thợ chụp hình đồ này kia, nhà báo, nhà đồ, phóng viên đồ đi nhiều khi vác cái camera treo toàn ten trên ngực. Rồi mấy ống kính dài dài bự bự là nhìn là thấy ngầu rồi ha. Nhìn là thấy đã rồi. 400 mm ống kính trong này để 400. Thấy không? 400 mm ha. Vivita. Auto teletrono. Telephoto ha, telephoto. Thường mấy cái ống dài mà nhìn đó người ta hay là gọi tele ha, gọi tele, telescope. Ống nhắm 77 mm. Cũng đâu có dài em đâu, ống to dài chứ cũng không dài lắm. 300 feet. Vẫn còn đẹp chán luôn ha. Vẫn còn đẹp chán. Ok, gắn vô coi. Gắn vô làm sót coi. Mấy em gái ra đứng cho anh chụp một tấm coi. Làm người mẫu anh chụp một tấm coi. Đó, vặn vô, ví dụ vặn vô cứng cái gì thì nó chặt này qua bên ha. Đó, rồi mình để lên giá thì mình để chỉnh lại đó, chỉnh lại cho cái này nè ha, cái đế chân nè thẳng với cái camera nè ha, đó thẳng xong rồi bằng ốc lại gì thôi xong cứng nhắc luôn ha. Đó, lên phim chụp đó, làm tấm đấy nha mấy em, cười lên nha, cười vừa vừa thôi em, sức môi cười vừa vừa thôi nha, coi chừng lòi mấy cái răng ra. Đó, quá đã ha, ghê không, nó dài để như gì là tính camera nó đúng 2 gang tay á. Thì 1976 mà tới bây giờ ha, mấy chục năm rồi, năm 2020 mấy chục năm mà nhìn vẫn còn đẹp ha, nó hoạt động vẫn còn tốt ngon lành. Chỉ có bỏ phim vô là chụp thôi ha. Mà thời phim có cái bạn gì mới nhắn tin trong comment hôm qua, mình coi video hôm qua đó thì nói ở Việt Nam, ở miền quê vẫn còn nhiều cái tiệm rửa cái phim 35 mm đó, phim cuộn á, vẫn còn. Mình không biết chứ Mỹ này mình nghĩ chắc cũng hiếm lắm. Tại bây giờ người ta xài cái máy digital nó nhiều quá rồi ha. Nó đủ thứ kiểu, đủ thứ dạng hết á, nó ra liên tục, cứ mỗi 3 tháng là ra một mẫu, 3 tháng ra mẫu, mà anh chị em biết cứ mỗi cái tên thương hiệu á là nó ra một mẫu ha. Cứ 3 tháng là cái Sony nó ra, rồi nó tranh nhau nó ra quá trời ra luôn. Anh chị em nào thường chơi mấy cái máy chụp hình hoặc máy quay phim là đều biết cái đó ha. Nó Mỹ này đồ điện tử nó ra liên tục cho nên là nó hạ giá mau lắm. Ví dụ mình mua một cái máy chụp hình mới ở trong tiệm, ở máy ngon đắt nhất ví dụ 13.000 ha, 13.000 đô la,
đó, thì mới mua xong đó là thấy 3 tháng sau là nó rớt xuống, mình bán 13.000 đó, mình bán 7.000, nhiều khi người ta không mua đâu, rớt xuống nửa giá luôn á, nhưng mà người ta không mua. Phải đúng cái người mà biết chơi rồi, người ta phải tìm hiểu cho kỹ coi cái máy đó có bị vấn đề gì không, người ta kiểm tra hết từng chi tiết xong xuôi hết người ta mới dám mua là khoảng nửa giá đó. Cho nên cái đồ điện tử ở Mỹ hầu như là thứ gì nó ra liên tục trong tiệm, chơi không chạy không lại nó đâu, đủ thứ kiểu đủ thứ dạng hết. Nhưng mà những cái nhà sản xuất đó thì họ có cái giá cho cái mấy cái tiệm rồi đó, tức là cái đồ mà hết giá đồ này kia thì người ta bán vẫn còn lời được chút đỉnh đó. Chứ mà nếu mà bán thẳng giá luôn không có lời bao nhiêu hết đó. Ví dụ như cái máy mà máy chụp hình, ví dụ như mình nói 10 ngàn đi ha, giống như 10 ngàn thì khi mà cái chỗ sản xuất đó họ bán cho cái tiệm đó khoảng chừng 5 nghìn thôi đó, rồi bắt đầu người ta mới trừ hao bán bao nhiêu tháng hoặc là 1 năm 2 năm gì đó, rồi người ta bán lấy được cái giá đó. Chứ còn nếu mà người ta bán giá cao mà ví dụ bán một cái lời được 200 ví dụ gì đi, mà không lẽ qua 3 tháng sau cái là nó rớt xuống giá còn có nửa rồi sao bán, thấy không, sao lời là lỗ chết luôn. Cho nên người ta bán giá rẻ cho những cái người mà chủ tiệm rồi đó, người ta bán để cho người ta bán lại đó, thì người ta tính cái giá rẻ cho nên là mới sống nổi thôi. Chứ còn mấy cái đồ điện tử ở đây chạy không kịp, là biết bao nhiêu cái tiệm về mấy cái đồ bán về mấy cái như computer, tivi đồ này kia đó, rồi mấy cái thẻ nhớ thế đồ đó, hard drive hard đồ ha, nó rớt giá dễ sợ luôn đó. Mới ra thì những người có tiền thì người ta không có cần vấn đề mà hạ giá hay đồ, họ bỏ tiền ra họ mua luôn, cho nên là nó đắt đắt dữ lắm, giá lúc ban đầu. Nhưng mà sau đó vài tháng là 3 tháng là bắt đầu nó ra một cái model mới á, là nó hạ cái giá đó xuống rất là thấp đó. Cho nên mấy cái này mình mua như là có 10 đô cái ống kính này thôi, mình mua 10 đô đó. Còn cái camera này thì cũng chắc cũng khoảng vòng vòng đó 10 hay là 15 20 gì là cùng thôi đó. Nhưng mà ha, có mấy chục đô, tính ra có mấy chục đô thôi, khoảng chừng 30 đô thôi ha, có cái camera ngon gì rồi. Nhưng mà nếu mà cái này mà mình bán á, thì cũng khoảng giá 200 đó. Bây giờ mình mà bán thì cái này còn giá khoảng 200 đô đó. Thứ nhất là chơi đồ cổ nó vẫn hoạt động tốt, cái này với lại cái ống kính cũng không có dễ mà tìm được ống kính dài tới cỡ đó đâu ha. Nhưng mà cũng biết thời xưa lắm rồi ha, đó chơi như vậy đó nên là nó giá nó cũng như vậy. Ok rồi, thì tóm lược video đại khái tới đây là hết ha. Hẹn gặp anh chị em những video sau nha. Bye bye.